Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, hồi 1 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 106,4 độ Kinh Đông, cách đất liền khu vực từ Hải Phòng tới Nghệ An khoảng 50 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 tới 75 km/h, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 100 km tính từ tâm bão. Từ đêm qua, do ảnh hưởng của bão số 2, ở huyện đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7 giật cấp 9. Đồng thời, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã có mưa to đến rất to. Dự báo trong sáng nay, bão số 2 sẽ đổ bộ vào đất liền của nước ta, ảnh hưởng trực tiếp từ các tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 13 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 105,7 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 đến cấp 7, tức là từ 50 đến 60 km/h, giật cấp 9. Trong 12 tới 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 tới 20 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 19 giờ ngày 13 tháng 6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 104 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km/h. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên. Phía Bắc vĩ tuyến 18 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 109 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và lốc xoáy. Cảnh báo gió mạnh ở vịnh Bắc Bộ bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 tới 5 mét, biển động rất mạnh. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có gió mạnh dần đến cấp 6, cấp 7, vùng ven biển có nơi cấp 8, giật cấp 10. Từ hôm nay đến ngày 14 tháng 6, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến từ 80-150mm một đợt, có nơi trên 150mm. Riêng đối với khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ có tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm một đợt, có nơi trên 350mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Dưới tác động của một đợt mưa lớn như vậy, thì từ nay tới ngày 15 tháng 6, trên các sông suối Bắc Bộ, từ Thanh Hóa tới Quảng Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ các sông chính còn ở dưới mức báo động 1, trên một số sông nhỏ có khả năng trên báo động 1. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây có mưa to đến rất to và dông, gió mạnh dần đến cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gần sáng và ngày mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Giữa khu vực đồng bằng có mưa to đến rất to, gió mạnh dần lên cấp 4. Giữa khu vực đồng bằng từ gần sáng mai mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Vùng ven biển có nơi cấp 8, giật cấp 10. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Giữa phía Bắc từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to. Phía Bắc gió mạnh dần lên cấp 4. Riêng Thanh Hóa từ gần sáng mai mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Vùng ven biển có nơi cấp 8, giật cấp 10. Phía Nam gió Tây Nam cấp 3.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 tới 30 độ, có nơi trên 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 tới 34 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 tới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 tới 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 tới 34 độ. Dự báo thời tiết biển: Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 tới 4 km trong mưa bão. Gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 tới 4 km trong mưa bão. Gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 tới 4 km trong mưa bão, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Giữa vùng biển phía Tây Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Giữa vùng biển phía Tây Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.